Chào cả nhà. Hôm nay hai anh em tranh thủ chập tối mới vào tới rừng và đi tìm cái bụi kiếm hôm nọ gửi lại rừng, bởi vì quá nhiều kiến không thể mang về được. Bụi kiếm này thì rất là đẹp, to và nguyên bản, cho nên để lại thì hơi tiếc. Và vì vậy thì tranh thủ ngày chủ nhật này đi vào đây để mang nó về cả nhà. Cái rừng này thì nó bằng phẳng quá, cho nên là cái điểm để cái bụi kiếm thì để tìm kiếm lại thì cũng rất là khó. Loay hoay cả tiếng đồng hồ mới tìm ra được cái bụi kiếm. Ngoài ra thì em còn được một rề hồng xà rất là khủng này. Quá đẹp luôn đấy. Loại lan này cũng hiếm gặp lắm. Mà hôm nay em gặp thì đúng lúc nở hoa luôn. Đang hoa luôn, quay cho cả nhà xem này. Hoa rực rỡ luôn. Hồng xà tức là con rắn màu hồng ấy. Đấy, nhìn thân lá rất là đẹp, xanh tốt, hoa thì cực kỳ bắt mắt này. Đẹp quá mà lấy về luôn. Nhưng mà cái rừng này lan nó mọc ở trên những cái cây mà nó có rất là nhiều kiến. Nãy giờ cầm trong rừng thì kiến nó cũng đốt khá là nhiều. Tuy nhiên vì quá đẹp không lấy thì lại tiếc. Bởi vì đam mê quá mà cả nhà. Chỉ có anh chị nào đam mê mới hiểu được cái cảm giác này thôi. Đi rừng mà tự tay hái những cái nhành lan như này thì nó sung sướng không còn gì bằng. Giờ hiện tại thì hai anh em cách nhà khoảng 40 cây số. Nhưng bây giờ sẽ ra xe và đi ra ngoài làng để uống nước. Nãy giờ không mang nước, khát quá rồi. Em cầm em sách như này cũng khá là mỏi tay đấy. Giơ lên như này khá là mỏi tay. kiến nó ra nữa. Đây này. Đó. Đang bám lên áo này. Đây là em rũ bớt rồi, hồi nãy nó cả một tổ luôn. Nó đốt thì thôi rồi, nó vừa cay mà nó vừa đau. Đấy. Thôi hai anh em di chuyển về đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo nhá, video sau của em nhá. Xin chào.